Sứ mệnh của người tiên phong là dẫn đầu thành công, kiến tạo đẳng cấp. Lựa chọn của người tiên phong, định nghĩa tinh hoa và giá trị. Tại trái tim Ba Đình của thủ đô Hà Nội, tại vị trí uy phong, tọa độ vàng của thủ đô với tứ giác hồ trung tâm, Hồ Tây. Hồ Giảng Võ, Hồ Ngọc Khánh, Hồ Thủ Lệ. Trên tuyến đường Kim Mã và Liễu Dài huyết mạch, với tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại hiện đại, trong lòng trung tâm của trung tâm. Bên cạnh khu ngoại giao đoàn với hàng loạt các đại sứ quán lớn, ngự trị tổ hợp Vinhomes Metropolis sang trọng, thời thượng hàng đầu với 3 tòa căn hộ siêu đẳng cấp cùng văn phòng hiện đại, trung tâm thương mại sang trọng và trường học uy tín. Vinhomes Metropolis mang trong mình sứ mệnh kiến tạo đẳng cấp của một dự án trọng điểm tại vị trí thủ đô của thủ đô. Vinhomes Metropolis sang trọng, thiết kế theo phong cách hiện đại tinh tế, trang bị các thiết bị liền tường hàng đầu thế giới như hệ thống điều hòa trung tâm 2 chiều, thiết bị vệ sinh mang thương hiệu Duravit và Hans Grohe huyền thoại. Các căn hộ Vinhomes Metropolis là sự lựa chọn của cộng đồng thượng lưu. Nơi đây là tổ ấm xứng tầm đẳng cấp cho những người thành đạt. Tiên phong trong phong cách sống mới, tại Vinhomes Metropolis, hệ thống tiện ích đầy đủ đi kèm dịch vụ 5 sao, hứa hẹn mang lại cho chủ nhân sự hưởng thụ trọn vẹn giá trị của cuộc sống. Đặc trưng cảnh quan của dự án là ý tưởng vườn nổi sáng tạo với sự kết hợp hài hòa của cây xanh và mặt nước, tạo ra những không gian tiện ích liên thông để cộng đồng cư dân tương lai được sống chuẩn cấp. Vinhomes Metropolis, vị thế uy phong, cộng đồng đẳng cấp.